đời. Và chú ra hòa cùng bầu trời cùng đàn chim én bay về nhà tôi. Ôi, chú nhìn thấy một con chim bé bằng đang đậu trên cành cây. Chim bình thường đi sao đó, chú bé nhủ. Và rồi chú bảo, chim thử bay đi, thử bay xem nào. Và con chim cố bay nhưng nó không bay được vì chân nó bị thương. Chú động viên chim và bảo chim rằng, hãy về nhà tớ sẽ chữa cho. Chim ngoan ngoãn theo cậu bé về nhà. Và chú bé này chăm sóc chim rất cẩn thận. Con chim bé tội nghiệp đã bị đau chân. Hàng ngày chú chơi chim ăn sâu. Chim rất ngoan ngoãn và ăn những con sâu chú bé cho. Ôi, sâu ngoan quá. Và chú mớm nổi cho chim. Chim nuốt từng con sâu một. Chim hồi phục rất nhanh. Sau đó một ngày một đêm, chim lúc này đã được liền đôi chân. Và chú thả chim đi. Mùa xuân tới đàn chim lại về. Và con chim én bị đau chân đã nhớ ơn của chú. Nó quay về chào chú. Ôi, đàn chim lại về rồi. Sao em không đi đi lại ở đây với anh? Em cho anh một hạt bầu để anh trồng. Đây là hạt anh nhớ trồng nhé. Em trả ơn cho anh. Chú chim thả hạt ở tay cậu bé. Cậu bé vui sướng hôm sau ra phúc đất xong nhà để trồng. Cậu quốc cũng phải đắc vàng và trồng hạt bờ đó. Cậu rất vui và liệm hát ở ra vui. Hạt bò đã đập ra xuống dưới hố đất. Chú chịu khó lấy cây hàng ngày. Chẳng mấy chốc hạt bò nảy mầm. Nảy mầm tốt tươi lên. Và điều kỳ diệu hôm sau chú ta cây lớn nhanh như thổi, cây bầu vươn cao lên và nó sống trổ đúng một bông hoa màu trắng rất đẹp của hoa bầu. Ôi, đã ra quả rồi các em ơi. Thế là chú được một quả bầu rất to. Lúc này quả bầu tự tách miệng ra. Chú rất hồi hộp xem bên trong quả bầu thế nào. Ôi, rất nhiều vàng bạc châu báu được tuôn ra. Chú bé vô cùng sung sướng và trở thành một người giàu có. Từ nay chú sẽ hết khổ, hết đói, hết nghèo. Lão chú hộ bên cạnh thấy chú bé giàu sang đến chơi và hỏi thăm tình hình. Lão nhìn thấy đống vàng lóe lên. Chú bé bảo sẽ biếu lão một số vàng mà bạn và kể cho lão câu chuyện của đàn chim én. Lão về tham lam và cũng kiếm cớ để xem mùa xuân đàn chim én lại về như thế nào. Để lão bắt chiếc cậu bé, lão bắt trước để xem con én có cho chim không. Ừ, lão cũng bắt được con én và lão bẻ chân của con én ra. Các em thấy lão rất độc ác. Lão làm giúp con én. Ôi trời ơi, gãy chân rồi. Và lão lại giả vờ băng bó cho én. Lão này chúng ta nhìn thấy chân của em, én đã bị gãy rồi. Và lão cũng thả chim én bay đi. Lão chơi đùa với chim én của người ta. Chim én bay đi. Khi mà con chim én được liền chân tay, lão giả vờ là lão nhân hậu. Và con chim én nó đã trả công cho lão một hạt bầu. Lão sướng quá và mang về nhà chồng. Chúng
ta xem thấy lá trồng cây bầu rất cẩn thận, có cả bồn bầu cho cây bầu, cây bầu lớn nhanh như thổ và ra một bông hoa rất đẹp. Ôi, cây bầu to quá, chắc lúc này ta nắm vàng nắm đây. Lão Hí Hửng xem, chúng ta thấy rằng quả bầu rất to và bắt đầu cũng tách vỏ ra cho lão. Lão xem cái gì đây? Ôi, có phải vàng bên trong không? Lão sợ quá. Trời ơi, lão sợ quá. Cái em bảo một lũ rắn, rắn rết được nhảy ra và cổ này lão. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên làm những điều tốt để chúng ta mà sẽ nhận được cái ác. Cái ác sẽ đem đến quả báo trước mắt các em nhé. Bộ phim đến đây là hết. Anh xin chào các em.